Chào mừng các bạn đã đến với LTG. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung của Tây Hành Kỳ phần 8 tập 40. Các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sát Tâm nắm đấm, đang nắm thì buông ra. Ông nói, đại địa huyết linh, trận chiến hai ta đến đây là dừng, ta đã thua. Lúc nãy, thần thông của ta đã nhìn thấy kết cục. Đấu tiếp cũng không có ý nghĩa, ta vốn không đấu lại ngươi. Nghe vậy, đại địa huyết linh cười nói, giỏi cho Sát Tâm đại thần, cho dù chiến bại cũng bại một vị ta không đúng là không nhìn lầm người. Sát Tâm nói, muốn giết cứ giết, không cần nói nhiều, nào lấy mạng ta đi. Đại địa huyết linh nói, giết ngươi ta sẽ không giết ngươi, nếu không một đấm lúc nãy đã kết thúc ngươi. Ngươi sẽ thành thủ hạ của tân vương giả Tam Thiên Đại Thiên thế giới tương lai, giúp ta cùng dẫn chúng sinh đến cảnh giới cực lạc, tiền phúc vĩnh hưởng, sẽ có một ngày ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nghe vậy Sát Tâm giật mình vì lời nói của đại địa. Lúc này đại địa huyết linh nói tiếp, hôm nay tạm biệt tại đây, một phần ma xá lợi trong cơ thể ngươi ta tạm không thu lại, ngươi hãy tận dụng nó, hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chim khôn chọn canh mà đậu, ngươi hiểu chứ? Rồi huyết linh rời đi, để lại một mình Sát Tâm ở đó. Sát Tâm cực kỳ tức giận, hắn hét lớn, chết tiệt, bảo ta đi theo ác ma ngươi, ta thà tự tận cũng không thành con rối của ngươi. Ngay lúc Sát Tâm định xuống tay với chính mình, đám bông mây nhỏ lao tới vây quanh Sát Tâm nói, này thần đừng chết, xin ngài đừng chết. Thế Sát Tâm bình tĩnh lại, ông nói, phải, bây giờ chưa phải lúc chết, lúc nãy tí nữa bị ma tâm nuốt chửng, cũng nhờ những tên nhỏ này kéo ta lại, nếu ta tự liễu đoạn tam thiên thế giới ai che chở, sao ta lại có ý nghĩ nhu nhược thế này. Đã tạ tất cả, ta sẽ tiếp tục sống, cản lại đại địa huyết linh hủy diệt tam thiên thế giới, tạm biệt. Rồi ông rời đi, bay lên tầng trời thứ 33. Ông gặp Đạo Đức Thiên Tôn, ông nói, Đạo Đức, ông có gì muốn nói? Đạo Đức nói, thắng làm vua, thua làm giặc, ta không còn gì để nói. Xem ra đại địa huyết linh không những tha cho ta, còn tha cho ngươi. Sát Tâm nói, thả hổ về rừng, hắn ta sau này sẽ hối hận. Đạo Đức Thái Tôn lúc này nghĩ thầm trong đầu, Thuần Thanh Lưu Ly Tâm quả đúng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Không những Sát Tâm không phát hiện độc trong cơ thể, mà qua mặt cả đại địa huyết linh, bổn tôn còn một tia hy vọng. Sát Tâm phía ngoài nói, ông có biết đại địa huyết linh ở đâu không? Đạo Đức Thái Tôn nói, ta tài đức gì mà biết, ta chỉ biết đại địa huyết linh sẽ đi tìm một phần cuối trong năm phần nguyên anh mới địa công cáo thành, và nguyên anh đó ký sinh bên cạnh đại địa huyết linh. Bây giờ đại địa huyết linh là kẻ địch của hai ta, nếu không cản tam thiên thế giới chúng sinh sẽ lầm than, kiếp nạn khó thoát. Sát Tâm nói, Đạo Đức Thái Tôn, ông muốn hợp tác với ta đối phó với đại địa huyết linh, ta sao tin được ông? Đạo Đức nói, ta không dám mong ngươi tha thứ cho ta chỉ là làm chuyện vì ta thấy xấu hổ, muốn ra sức bù đắp sai lầm. Sát Tâm nói, vấn đề của ông sau này nói đi, Như Lai đang ở đâu? Đạo Đức nói, lúc nãy Như Lai bị đại địa huyết linh đá một đá bay lên trên, không xuất hiện nữa. Sát Tâm nói, ở đây đã là cảnh giới cuối cùng của tam thập tam, tầng thiên phía trên lại là gì? Đạo Đức nói, đó là tam thập tứ trùng thiên, thiên ngoại thiên, là nơi thần trung trì thần, thiên nhất đại thần, viên tịch, đó là cảnh giới bất khả thuyết. Sát Tâm giật mình nói, thiên nhất đại thần đã viên tịch. Quay lại với đường tam tạng, Luân Hồi Thảo nói, điều mà Tư Phúc không dám nói, ta dám nói, ta biết đại địa chi tâm ở đâu. Đường tam tạng nói, ngươi chỉ là cọng cỏ còn non mà biết đại địa chi tâm ở đâu. Luân Hồi Thảo nói, cọng cỏ gì chứ, ta đỉnh đỉnh đại danh là Luân Hồi Thảo, ta là thánh vật trí cao vô thượng của bất tử bạo tộc. Vì Tư Phúc không muốn mang họa vào thân, người phái ta giúp các ngươi đi tìm đại địa chi tâm. Đường tam tạng nói, Ngộ Không con thấy sao? Ngộ Không nói, tóm lại đã có manh mối, không cần mò kim đáy bẻ nữa. Luân Hồi Thảo nói, xuất phát, tìm đại địa chi tâm, tất cả theo ta. Rồi nó nhảy xuống chạy như thật. Ngộ Không nói, ngươi lên đây đi, ta chở ngươi được chứ? Luân Hồi Thảo nói, được. Rồi nó nhảy lên trên đầu Ngộ Không và hét lớn, nghe lệnh ta, tiến về hướng nam. Đường tam tạng nói, tốt, Tử Phúc rất ngoại khí, chúng ta đi nào. Luân Hồi Thảo nói, đại pháp sư, người ra lệnh xuất pháp là ta, không phải ông hãy tự trọng. Rồi họ tiến về yêu quái đại đạo, gió lốc nổi lên cuồn cuộn, đi lại rất khó khăn. Luân Hồi Thảo hét lớn, đừng sợ, tất cả tự tin lên, cố gắng mà đi, sẽ khắc phục mọi khó khăn. Ngộ Tĩnh nói, nhưng đi ngược gió không phải tốn sức lắm sao? Luân Hồi Thảo nói, sư huynh nói đúng, không cần đối kháng chính diện, đổi hướng qua phải. Đường tam tạng cũng rẽ sang phải, nhưng lại gặp vực sâu, cả nhóm đã rơi xuống phía dưới. Luân Hồi Thảo nói, mọi người thấy chưa, tránh gió là do ta chỉ đạo sáng suốt. Đường tam tạng nói, ta tưởng ngươi chỉ nói bừa thôi chứ. Luân Hồi Thảo nói,
Dĩ nhiên là không, tất cả đều trong kiểm soát của Luân Hồi Thảo ta. Ở đây là an toàn tuyệt đối. Đường Tam Tạng gãi đầu nói, vậy sao? Thì ông phát hiện phía sau có thứ gì đó, quay lại thì thấy là một hàm răng sắc nhọn lao tới, đớp lấy Đường Tam Tạng. Về phía Như Lai, lúc nãy chưa thể phòng được đòn công kích của đại địa huyết linh, sức mạnh cú đá vượt ngoài tưởng tượng, đá Như Lai ra khỏi Tam Thập Tam Trùng Thiên. Như Lai nghĩ, Tam Thập Tam Trùng Thiên không phải là tầng trời cuối cùng sao? Tại sao lại? Ngay lúc này, Như Lai bừng tỉnh, ông phát hiện mình ở một nơi rất kỳ lạ, một khu rừng đen tối. Như Lai nói, sao có khu rừng kỳ lạ thế này? Ngay lúc này có tiếng vọng ra, người đúng là vua bốc phét. Nghe thấy tiếng nói, Như Lai lập tức chạy tới nơi có tiếng nói. Tiếng nói vẫn không ngừng dừng lại. Ta bốc phét, đúng là tức cười. Ta thấy tiếc nên mới giữ mạng tàn của người đến giờ. Bậy sao? Hà, vậy phải cảm ơn người mới phải. Ngươi dĩ nhiên phải đa tạ ta, năng lực của ngươi sao hơn ta? Như Lai chạy tới và nghĩ, có hai giọng nói, một là hùng hậu âm vang, hai là yếu ớt vô lực, là hai người khác nhau. Ông chạy tới một thác nước, phía dưới thác nước có một tên to béo chỉ tay và nói, Nhất Quán đạo nhân, ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Mau tiếp tục chiến với ta. Nói mồm có ích gì? Tên to béo này là Thiên Nhân Nguyệt Ba. Phía bên cạnh có tên gầy nhỏ hơn, hắn là Nhất Quán đạo nhân. Hắn ta nằm dưới một gốc cây và nói, Thiên Nhân Nguyệt Ba, chúng ta đánh đã lâu, không lẽ ngươi không chán? Nhưng ngươi nếu muốn tiếp thì ta chiều tới cùng. Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, được, chiến nào. Rồi hai tay hắn xuất lực lao tới tấn công Nhất Quán đại nhân. Hắn nói, lần này ta phải cho ngươi một bài học. Ngay lúc này Nhất Quán đạo nhân đã biến mất, lao tới tiếp đòn tấn công của Thiên Nhân Nguyệt Ba. Hắn nói, chúng ta đã đấu ngàn năm, trường pháp của ngươi chẳng tiến bộ tí nào. Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, ta không tiến bộ, ngươi có sao? Như Lai đứng phía trên quan sát, ông nghĩ hai người này đã đấu ngàn năm. Hai tên thiên nhân lao tới vùng quyền, uy lực cực kỳ khiếp người. Chúng va chạm nhau nhưng không ai chịu hơn ai. Thiên Nhân Nguyệt Ba hét lớn, cho ta xem Hỗn Nguyên Quyết của ngươi có chiêu thức gì mới. Nhất Quán đạo nhân nói, dĩ nhiên ta không làm ngươi thất vọng. Rồi từ tóc của Nhất Quán đạo nhân xuất ra một lưỡi đao. Hắn xuất ra Hỗn Nguyên Quyết, xâm la vạn tượng. Hắn lấy tóc hóa thành vũ khí sắc nhọn, chém thẳng vào người Thiên Nhân Nguyệt Ba. Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, đau lắm nhưng ta rất hưởng thụ. Nhất Quán đạo nhân nói, đại địch giám của ngươi có chiêu thức mới sao? Thiên Nhân Nguyệt Ba đấm hai quyền vào nhau, xuất thần lực. Luồng thần lực màu xanh lá cây xuất hiện, ông ta hét lớn, dĩ nhiên là đại dịch giám sẽ hơn Hỗn Nguyên Quyết. Rồi ông vung ra đại dịch giám Thái Âm Vô Cực. Nhất Quán đại nhân nói, khí thế chiêu này khá đấy, nhưng không biết có phải chỉ là có bề ngoài hay không. Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, ngươi sẽ biết ngay thôi. Rồi từ hai bàn tay của ông xuất ra một luồng sấm sét cực mạnh, nó lan tỏa tới nơi Như Lai đang đứng. Hai tên thiên nhân phát hiện có người ngoài, chúng lao tới phía Như Lai hét lớn, kẻ nào to gan tiến vào Tam Thập Tứ Trùng Thiên, kẻ xông vào phải chết. Rồi Nhất Quán đại nhân vùng vũ khí là tóc, nó hóa thành một lưỡi đao lao tới chém về phía Như Lai. Thấy đòn thần lực cực kỳ sắc bén, Như Lai nhảy lên né tránh, đao khí của Nhất Quán đạo nhân chém bay tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Ngay lúc này Thiên Nhân Nguyệt Ba cũng xuất hiện vung quyền về phía Như Lai. Thấy thế, Như Lai chắp tay lại và nói, hai vị hiểu nhầm rồi. Kết thúc nội dung của tập ngày hôm nay, LTG cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cũng đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ LTG nhé. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.